Điều kiện thời tiết khắc nghiệt sẽ là yếu tố dẫn đến rất nhiều rủi ro cho người điều khiển xe máy, đặc biệt là các chị em phụ nữ tay lái yếu. Cũng chính vì lý do đó, nếu bạn buộc phải chạy xe máy vào những ngày mưa to, gió lớn, người lái xe cũng nên trang bị cho mình những kinh nghiệm cần thiết để việc di chuyển được an toàn, tránh gây ra tai nạn không mong muốn. Bạn không cần tìm kiếm đâu xa, video dưới đây sẽ hướng dẫn bạn những lưu ý khi đi xe máy trong trời mưa lớn, cùng tham khảo nha. 1. Trang bị áo mưa phù hợp. Việc lựa chọn và mang theo một chiếc áo mưa gọn gàng vừa vặn không chỉ giúp bản thân hạn chế bị ướt mà quan trọng hơn cả, nó sẽ giúp bạn điều khiển xe máy dễ dàng hơn, tránh được những tai nạn bất ngờ do bị chắn tầm nhìn vướng víu. Lời khuyên dành cho những bạn chạy xe máy một mình đó là hãy lựa chọn cho mình những kiểu áo mưa bộ vừa gọn gàng vừa không bị vướng tà vào bánh xe. 2. Tránh chạy gần cây to. Vào ngày mưa lớn, cây to là những nơi chứa đầy nguy hiểm, sức gió có thể làm bật gốc cây, cột điện và gây nguy hiểm đến bạn. Luôn cẩn thận khi chạy gần những đoạn đường có cây to bạn nhé. 3. Bật đèn xe. Vào những ngày mưa bão đầy dông sẽ khiến trời tối nhanh hơn bình thường, dẫn đến tầm nhìn bị hạn chế. Do đó khi lưu thông trên đường, bạn nên bật đèn xe để giúp những người chạy xe phía đối diện và phía sau có thể nhận biết ra bạn một cách dễ dàng. Và một điều lưu ý quan trọng nữa là bạn không nên bật đèn pha trong điều kiện thời tiết thế này, vì rất có thể nó sẽ là công cụ gây nguy hiểm cho cả hai khi đang di chuyển trên đường. 4. Chạy xe với tốc độ vừa phải. Khi lưu thông trong trời mưa, sẽ có nhiều người cố gắng phóng xe thật nhanh để không bị dính mưa. Tuy nhiên, việc chạy nhanh như vậy vừa không tránh được ướt mà còn gây nguy hiểm cho chính bản thân và người cầm lái. Vào trời mưa, độ bám đường của lớp với mặt đường sẽ giảm, rất dễ bị trơn trượt. Mặt khác, độ nhạy của phanh xe trong điều kiện đường ướt sẽ kém hơn nhiều lần so với mặt đường khô. Do vậy, nếu bạn chạy với tốc độ cao khi trời mưa mà vô tình cần thắng gấp sẽ rất dễ gây tai nạn. 5. Giữ khoảng cách thích hợp với xe đi trước. Việc duy trì khoảng cách với xe đi trước sẽ giúp cho bạn xử lý được những tình huống bất ngờ khi chiếc xe đó vô tình rẽ ngang hoặc dừng lại đột ngột. Để an toàn cho bản thân và vài người khác, hãy giữ khoảng cách giữa xe bạn với xe đi trước lớn hơn 2 lần so với chiều dài thân xe. 6. Tránh đi song song với ô tô. Đi song song hay đi gần với ô tô trong ngày mưa bão sẽ khiến bạn dễ bị té ngã do lực sóng nước mạnh tạo nên mỗi khi ô tô chạy nhanh. Không những vậy, các hạt mưa sẽ hạn chế tầm nhìn hai bên của ô tô nên sẽ rất nguy hiểm nếu như các bác tài không nhận ra bạn đang chạy bên cạnh. 7. Giữ khoảng cách với lề đường. Nếu để ý, bạn sẽ thấy rằng ở một vài tuyến đường, nước sẽ thường chảy về và bị ngập ở hai bên vì hầu hết các mặt đường tại Việt Nam thường được làm cao lên ở giữa. Chính vì lý do đó, để đề phòng cho những rủi ro không mong muốn khi lưu thông trong trời mưa, bạn nên chạy xe cách xa lề đường một chút, vừa hạn chế được nước ngập và ống bô gây tắc máy, vừa tránh được tình trạng sập cống. Di chuyển bằng xe máy trong mùa mưa bão rất nguy hiểm và ẩn chứa rất nhiều rủi ro. Do đó, để bảo vệ an toàn cho bản thân cũng như những người xung quanh, bạn hãy ghi lại những kinh nghiệm mà mình đã chia sẻ ở trên nha. Hy vọng video trên sẽ mang đến những thông tin hữu ích dành cho bạn. Và đừng quên like, follow kênh YouTube của Bách Hóa Xanh để xem thêm nhiều video hay nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.